Rồi, chúng ta tiếp tục tới pass 18 trong loạt series học 3 ds Smart thiết kế nội thất online. Phía sau nhà chúng ta còn thiếu hai cái cửa này Thì có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc cái chuyện là tôi sử dụng cái uh, modify ffd này, Nắn những cái cửa như này. Nó sẽ làm cho cái hình dạng vật thể chúng ta nó méo mó cái tỷ lệ nó không đúng, thì thực ra đúng là vậy. Nếu mà làm kỹ và chính xác, thì các bạn nên ắt tách tất cả những đối tượng này lại, sau đó chúng ta sẽ kéo điểm, điều chỉnh cho nó khớp vào cái khung cửa. Này. Nhưng làm vậy nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Đây là tôi mới dùng cái FBD này để chỉnh cho nhanh. Thực ra khi render ngoại thất. Bởi vì các bạn sẽ không dí sát camera lại từng cái chi tiết của vật thể Đây là những cái tỷ lệ mà nó hơi sai một chút Thì mắt thường rất là khó nhận ra Ví dụ với cái cửa sổ này ba cánh Nếu tính mắt lắm Thì các bạn mới nhận ra được Cái panel của cái cánh phía dưới này Nó to hơn một chút so với cái lầu 1 của chúng ta Thấy không? Nhìn chung tùy vào cái yêu cầu của công việc thôi Nếu công việc của các bạn đang làm Mà nó tạo ra nhiều cái lợi nhuận Nó đòi hỏi cái sự chính xác tỉ mỉ thì các bạn sẽ phải làm theo cái kiểu đó Ok Chúng ta còn một cái cửa đi phía sau nữa Lấy cái này luôn Edit Poly Cho cái đồng 1 kéo xuống Ok, các bạn có thể vào cái file Part 18 này Ở đây tôi đã để sẵn một số những loại cây cối Chúng ta sẽ ném vào trong bài Ví dụ mấy cây lá rủ này. 19 Mệt vào thôi Ăn group thực ra mấy cái này dễ mà các bạn hoàn toàn thể tự làm được. ở đây chúng ta có mấy cửa sổ phía trước có cái bột cây nghĩa là cái cánh này hoặc là cánh chết hoặc là sẽ phải mở vào bên trong mở về bên trong thì nó sẽ hơi tốn diện tích một chút đâu cách nào khác ok trang trí vậy thôi Số 4 Giống hệt nhau Khác vật liệu Kéo ra đây Xóa đi Thì rất là nhanh chóng Sau một thời gian tôi đã Ném được những cái cây vào trong này Đặt được những cái vị trí bồn này về cái cách sắp xếp bố trí cây thì các bạn nên làm cho nó đa dạng nghĩa là chúng ta không nên trồng một loại cây nhưng nếu trồng nhiều quá thì nó lại rối khá là lộn xộn đúng không? chuột phải ăn hai ô, tôi sẽ vẽ luôn những cái kim thu xếp này để buổi sau chúng ta chỉ cần làm mái như vậy là xong rồi cái này dễ mà lết cái này xong rồi. chuột phải, chuột phải. Ai Đây là cái tác hại mà khi vẽ dùng cái chế độ bắt điểm 3D. Ok, xóa đi làm lại. Bật F4 này Quan sát lưới cho dậy Lưới đẹp và chuẩn Khi mà nó đều nhau Và để làm cho nó chi tiết hơn, tôi sẽ chọn những chi tiết phào này. Tách hết lại. Sau đó chúng ta sẽ chamfer đi. Bởi vì thường những chi tiết này nó sẽ cùng vật liệu. Nên là sau này chúng ta làm việc nó sẽ dễ dàng. Không vấn đề gì hết. Chamfer Smooth transfer only Khoảng 3 ly đi Không xem mình Rồi Nhìn nó sẽ ngon hơn đúng không Attack Chamfer Làm tương tự thôi Đó phao chỉ này attack transfer ok tường nhà thì các bạn transfer cũng được nhưng tôi nghĩ không cần chi tiết này transfer luôn phần mái này chúng ta sẽ không phơ bởi vì cần để những cái điểm này để sau này sử dụng cái plugin Avid Studio để làm máy ngói đây nữa nhìn chung mấy cái này á nó cũng không quá quan trọng tôi nói rồi mà ngoại thất nó khác nội thất ok hẹn gặp lại bạn trong những tutorial kế tiếp